Chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho cả sẽ giới thiệu cho các bác cái ổ cắm để chuyên dụng cho những cái thiết bị mà của Nhật nội địa. Nhật nội địa chạy điện 100V. Thì đây là cái ổ cắm. Cái ổ cắm này nó sẽ có ba cái chạc này. Thì cái ổ cắm điện thông thường của chúng ta thì sẽ không cắm được vào. Ổ cắm điện 220 sẽ không cắm được vào. Thế nhưng mà khi mà đối với cả cái ổ áp này, cái biến áp này thì chúng ta nó có ba lỗ như thế này, chúng ta cắm được vào đó, chúng ta cắm được vào đấy, 110 điện 100 cắm được vào, còn điện 220 thì chúng ta đều không thể cắm được vào đấy. Thì cái này nó rất là rẻ thôi, chỉ có 30.000 đồng thôi các bác ạ, mà nó giải quyết được cái bài toán là cháy cái con nồi này khi cắm nhầm điện đấy, nó sẽ giải quyết được cái bài toán đấy. 30.000 đồng để đổi lấy một lần đi sửa các bác ạ. Và cái này sẽ không bao giờ bị đi sửa nữa, khi không bao giờ bị cắm nhầm điện. Đấy, nó sẽ rất là bền nha các bác nhá, chỉ có 30.000 đồng thôi. Đấy, con này dòng điện chịu đựng của nó lên đến 10A. 10A nhá. Nên là thoải mái đối với cả các cái thiết bị điện ở trong nhà. Đấy. Thì các bác dùng đồ Nhật thì các bác nên dùng cái này nhá. Còn các bác muốn mua cái đồ này này, cái ổ cắm này này, thì liên hệ với em cái số điện thoại ở trên màn hình ấy, các bác mua 5 cái miễn phí ship được không? Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Nếu mà các bác mua ủng hộ em thì gọi nhắn tin cho em số ở trên màn hình nhá. Rồi, cảm ơn các bác, xin chào các bác.